Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Vừa rồi em có nhận thêm một cái comment của bác khách ở trên đây. Bác ấy có bảo là gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Đấy, ở bên Nam Phi làm gì có gỗ gỗ đỏ mà gọi là gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Thì em xin khẳng định với các bác luôn và khẳng định với bác này luôn là ở Nam Phi không có cái cây gỗ nào gọi là gỗ gỗ đỏ các bác nhá. Không có cái gỗ nào gọi là gỗ gỗ đỏ một cách trực tiếp luôn, mà thường thường nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Đấy, những cái tên gọi khác bằng tiếng Anh, tiếng Latin. Nhưng mà khi mang về Việt Nam thì người ta gắn cho nó một cái tên gọi là gỗ đỏ. Đầu tiên, nếu mà gắn được những cái tên đó thì đầu tiên về những cái chất gỗ, về những cái chất lượng của gỗ này đấy, và những cái đường nét, đường vân hay là cái tính chất sống của cây ấy, thì nó cũng tương đương như cái cây gỗ đỏ của Việt Nam đó nhá, tương đương với những cây gỗ đỏ Việt Nam là nó ưa thích đấy, mọc trên những vùng đất đá vôi này, về cái chất gỗ nó tương đương nhau này đấy, về cái vân gỗ nó cũng vậy này, thì người ta mới gắn cho nó cái tên gọi là gỗ đỏ. Thì ngoài ngoài những cái dòng gỗ gót đỏ chính được nhập khẩu về Việt Nam nhiều như là Lucy, Congo, đấy, Ghana, Pachi hay là Niger, thì ngoài ra đang có thêm những cái dòng gỗ gót đỏ của Ecop nữa, cực kỳ là nhiều, và những cái dòng Ecop thì rất chi là rẻ đấy, bác nhá, rất chi là rẻ. Và cái hàng này thường làm chiếu ngựa các bạn, thường được làm chiếu ngựa hoặc là những cái bộ bàn ghế K3 các bạn nhá. Còn những cái hàng chính như là Congo, Lucy, Ghana, Pachi và Niger, những cái hàng này sử dụng cực kỳ là nhiều. Thì trong đó các bác biết đấy, trong đó là cái thằng Lucy và cái thằng Congo là hai cái thằng gỗ được làm nhà gỗ nhiều các bạn, làm nhà gỗ cực kỳ là nhiều, vì cái tính chất của thằng Lucy ấy là chất gỗ nó khá là cứng và đanh đấy, làm cột trống thì cực kỳ là đẹp các bác nhá, và cây gỗ nó khá là dài đấy. Những cái dòng Lucy nhập về Việt Nam thì cây gỗ khá là dài nên làm cột trống, những cái hàng trống như khoảng 3 mét hoặc là 4 đến 5 mét, hoặc là những cái sà dài hơn 4 mét 5 mét thì đều có và đều làm được các bác nhá. Nhưng mà nhược điểm của thằng Lucy này mà ít người nói lên cho các bác biết đấy là cái thằng này nó hay bị nứt các bạn, nó hay bị nứt. Nhưng mà cái vấn đề nứt ở đây là nứt ở ruột các bạn, nứt ở ruột hay bị nứt xé ở ruột, nhưng mà để làm những cái hàng cột trống thì thằng này cực kỳ là tốt và cực kỳ là đảm bảo đấy. Còn ba cái thằng chính nữa chủ yếu được sử dụng nhiều nhất để làm trong những cái đồ gỗ nội thất ấy là thằng Pachi, Ghana và Niger. Thì trong đó những thằng Pachi, thằng Ghana thì những cái thằng cây gỗ này chất gỗ tốt này, cứng đanh này, có nhiều phần trắng này đấy, nhiều phần trắng thì lại được nhập về Việt Nam với cái số lượng ít, có số lượng khá là ít, và thường thường là những cây gỗ nhỏ như ở bên đầu thờ, nó thất phòng thờ bên em ấy, thì thường thường lấy những cây Pachigana thì thường thường cái khúc gỗ nó khá là nhỏ coi nhá, khá là nhỏ, nên là nó được rất ít làm những cái sản phẩm to, sản phẩm nguyên khối các bạn, rất ít là những sản phẩm to, sản phẩm nguyên khối. Nhưng mà so với thằng Pachi nhập khẩu Việt Nam về thì nó có ba dạng đấy, hàng phách có này, hàng blue có này, hay là hàng cây tròn đều có, và cây gỗ khá là dài nên là rất nhiều những người khách đấy, rất nhiều những bác khách sẵn sàng bỏ thêm tiền đấy để mua cái dòng gỗ Pachi này để làm những cái hàng nguyên khối K3 hay là những cái hàng bộ bàn ghế Lucy hay là hoàng gia nguyên khối cực kỳ là nhiều các bác nhá, cực kỳ là nhiều luôn. Tuy cái tính chất của thằng Pachi nó không tốt bằng với thằng DJ và không tốt bằng với thằng Ghana các bác nhá. Đấy, thì một trong những dấu hiệu nhận biết gỗ kho đỏ tốt nhất là các bác nhìn vào cái màu gỗ là một, thứ hai là cái phấn trắng của thằng gỗ kho đỏ là hai. Rất nhiều bác không biết những cái nhận biết này và mua về những cái sản phẩm nó kém chất lượng ấy, nó nhái không phải là dòng gỗ đỏ, nhưng mà người ta gắn cho nó cái tên đấy, gắn cho nó cái tên là dòng gỗ kho đỏ của Nam Phi và đánh tráo khái niệm về gỗ và bán cho các bác với mức giá cực kỳ là cao. Đấy, mà cái chất gỗ thì nó lại không phải các bác nhá, chất gỗ thì nó lại không phải, nên là các bác phải tỉnh táo khi các bác đi mua hàng. Tuy là không có cái dòng gỗ gõ đỏ chính thức nào của Nam Phi được Nam Phi đặt tên và gọi tên ở bên Nam Phi đặt tên và gọi tên, nhưng mà khi đưa về Việt Nam thì có ba cái loại chính mà các bác gõ phát là các bác biết ra luôn là thằng Pachi, Ghana và Niger. Các bác nhớ kỹ ba cái thằng này để các bác có thể là mua hàng cho nó tốt nhất. Và một trong những cái dấu hiệu nhận biết cái dòng gỗ gõ đỏ tốt nhất đó là cái màu phấn trắng của thằng gỗ gõ đỏ các bác nhá. Thì trong đó thằng Ghana, Niger là hai thằng gỗ đấy, có cái màu nó khá là tối, nó tối hơn nữa là Pachi, nhưng mà cái chất gỗ đấy, phấn trắng ở trong thằng Pachi nó ít hơn so với thằng Niger và thằng Ghana. Thì nhiều bác không biết được phấn trắng vì đâu mà nó có, thì em xin giải thích luôn là khi cái cây gỗ gõ đỏ nó được mọc ở những cái vùng đất, thì những cái vùng đất đó hầu hết các bạn, hầu hết là có chất đá vôi, ý là cái thằng gỗ gõ đỏ ưa thích mọc ở trên những cái vùng đất đá vôi cằn cỗi đấy, nên là khi hút nước lên để sinh trưởng phát triển cho cây ấy, thì trong nước của gỗ có trong nước ở những vùng đất đó thì tất nhiên là nhiễm
đá vôi đấy, nhiễm cái chất vôi cực kỳ là nhiều đấy, thì khi hun nước lên để sinh trưởng phát triển này, mà khi mình chặt nó đi thì gỗ nó khô lại đấy, gỗ nó khô nước bốc hơi hết, thì còn lại những cái lớp phấn trắng của đá vôi cực kỳ là nhiều các bác nhé, đấy, cực kỳ là nhiều. Các bác cứ tưởng tượng như là muối mà người dân mình ấy múc nước biển lên, múc nước biển lên để nước bay hơi hết thì bên dưới nó đọng lại muối, thì đá vôi cũng là vậy, như vậy. Thì các bác biết ấy, những ưu điểm với những điểm nào của đá vôi, thì nhược điểm của đá vôi thì em thấy chủ yếu là các bác thợ, các bên bên sản xuất như bên em thì mới chịu ảnh hưởng cực kỳ là nhiều. Tại vì khi bào, khi chà và khi làm những cái hàng có nhiều chất đá vôi như này ấy, thì khi cái khí ấy, bào ra những cái bụi đá vôi nó mình hít phải ấy, thì nó khá là cay mũi và ngứa họng, dẫn đến ho cực kỳ là nhiều, có ho cực kỳ là nhiều. Và những cái dụng cụ như là máy chà, máy bào đục ấy, những cái vật sắt mà làm cái chất đá vôi như này thì nó rất dễ là nhanh các bạn, rất nhanh mùn ấy, nhanh rất dễ nhanh là mòn những cái sản phẩm đó, những cái dụng cụ đó. Nhưng mà nhược điểm như vậy, nhưng mà ưu điểm dành cho các bác khách, các bác nào ưa thích cái dòng gỗ có đỏ ấy, là cái chất gỗ này cực kỳ là bền đấy, bền cứng đanh, và đặc biệt là cái chất đá vôi này nó chống mối mọt cực kỳ là tốt các bác nhá, chống mối mọt cực kỳ là tốt. Và đây là một trong những cái ưu điểm nổi trội của thằng gỗ có đỏ hơn hẳn với thằng hương đá các bác, hơn hẳn với thằng hương đá. Và có một số những cái dòng gỗ có đỏ cho vân cực kỳ là đẹp, như các bác có thể thấy ở đây, đây là một trong những cái dòng gỗ có đỏ cho vân cực kỳ đẹp, và em dám chắc rằng rất ít cơ sở có thể tuyển được những cây gỗ vân đẹp như thế này đấy, vân đẹp như thế này. Và bên cơ sở bên em thì chuyên cái dòng gỗ có đỏ, thì bác nào ưa thích những cái dòng vân đẹp như này của gỗ đỏ coi nhá, để làm bàn ghế này, đồ thờ, nó thất phòng thờ, sập ngồi, hay là những cái vật dụng đồ gỗ trong gia đình ấy bằng chất liệu gỗ đỏ có vân đẹp như này, thì các bác có thể liên hệ đến em qua cái số điện thoại là 0865 869 126 các bác nhá, hoặc là nhắn tin Zalo trực tiếp cho bên em để bên em có thể thiết kế và tư vấn cho các bác những cái mẫu đồ gỗ bàn ghế hay là bàn thờ, sập thờ, gập ngồi bằng gỗ đỏ đẹp, uy tín, chất lượng và đảm bảo nhất các bác nhá. Xin chào và tạm biệt các bác.